Chào mừng bạn quay trở lại với các tình huống Excel thực tế. Tôi rất hy vọng rằng với các bài giảng vừa qua trong phần làm quen với Excel đã phần nào tạo thêm được cho bạn cảm hứng trong việc học tập và sử dụng Excel trong công việc. Và tôi tin chắc rằng nếu bạn cứ tiếp tục học tập và thực hành liên tục như vậy thì bạn sẽ sớm trở thành những chuyên gia Excel. Hay như chúng tôi hay nói vui với nhau, thì chúng ta sẽ trở thành những giáo sư Excel, đúng không ạ? Thì bài học hôm nay chúng ta sẽ nói về cách tạo đường dẫn hay là hyperlink ở trong Excel. Giả sử ta có đang có một cái file nói về bán hàng như thế này, có các sheet bán hàng, sản phẩm hay là khách hàng, và tôi đang có một nhu cầu tạo một cái file, một sheet index như là mục lục của cái file Excel này và link tới các cái sheet bán hàng, sản phẩm và khách hàng, hoặc là một cái file ở bên ngoài cái sheet này, cái file này. Thì ta sẽ làm như sau, đúng không ạ? Chúng ta sẽ ghi đây là mục lục. Ở đây chúng ta ghi là bán hàng này, sản phẩm, khách hàng. Và bây giờ ta cần link cái ô bán hàng này vào sheet bán hàng này, sản phẩm vào sheet sản phẩm và khách hàng vào sheet khách hàng. Thì ta làm như sau. Cách thứ nhất là chúng ta có thể kích chuột phải vào cái ô bán hàng này và nhấn hyperlink. Là cái thứ nhất. Cách thứ hai thì chúng ta có thể nhấn tổ phím Ctrl K. Như vậy thì box Insert Hyperlink đã hiện ra. Nó có 4 phần. Cái phần nhất là nó cho phép chúng ta link tới các file ở bên ngoài. Đây là phần thứ nhất là Existing File hoặc Webpage. Như vậy chúng ta có thể kết nối được cả một cái đường link, một cái địa chỉ trang web. Cái thứ hai là Place in this document là cho phép chúng ta kết nối tới các sheet ở trong cái file này. Đây đúng là phần chúng ta đang cần, đúng không ạ? Chúng ta đang cần link từ cái dòng bán hàng này tới cái sheet bán hàng, thì chúng ta sẽ chọn là Place in this document và chọn cái phần bán hàng và nhấn OK. Như vậy thì chúng ta có thể thấy là cái ô bán hàng ở đây đã chuyển thành màu xanh và có gạch dưới. Và khi chúng ta trỏ chuột qua thì chúng ta có thấy cái bàn tay không ạ? Chúng ta sẽ thấy một bàn tay như thế này. Và kích vào thì nó sẽ dẫn chúng ta sang cái sheet bán hàng. Rất là tiện lợi, đúng không ạ? Tiếp theo thì tôi làm tương tự đối với sản phẩm. Ctrl K và chọn sản phẩm, OK. Khách hàng, Ctrl K và chọn khách hàng, OK. Đó, kích vào khách hàng thì nó ra khách hàng rồi. Thế thì chúng ta có thể link sang được cả cái file bên ngoài không, đúng không ạ? Thế thì tôi đang có một cái file, đó là file báo cáo doanh thu này nữa. Chúng ta đang cần link sang cái file này. Thế thì tôi sẽ làm như sau. Tôi sẽ thêm một dòng là báo cáo doanh thu và tôi sẽ link cái này sang cái file báo cáo doanh thu ở ngoài đây. Cái file của tôi đang là cái bài học này là tạo đường dẫn hyperlink, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ ấn Ctrl K, sau đó chọn existing file và chọn cái file báo cáo doanh thu ở đây. Nếu file đó ở ngoài của bạn thì bạn sẽ chọn, đúng không ạ? Như hay desktop hay đâu thì bạn sẽ chọn, đúng không ạ? Đây, OK. Như vậy là xong, vì khi chúng ta ấn vào báo cáo doanh thu thì Excel sẽ mở chúng ta cái file báo cáo doanh thu 2016 ở đây. Chỉ là rất là tiện lợi, đúng không ạ? Thế thì có một phần tôi thấy khá là bất tiện nếu chúng ta không làm thêm phần nữa, đó là khi tôi kích vào từng cái sheet này, bán hàng hay là khách hàng, thì chúng ta muốn quay trở lại cái mục lục cái index thì chúng ta lại phải ấn vào cái sheet index ở đây. Giả sử như chúng ta có rất nhiều sheet và chúng ta sẽ không nhìn thấy sheet index, ở đây. Ví dụ như thế này, giả sử như rất nhiều, đó thấy ạ, và cái sheet index của chúng ta đã bị ẩn đi. Vậy bây giờ chúng ta muốn quay trở lại sheet index thì rất là khó khăn, đúng không ạ? Chúng ta phải kích rất là lâu thì mới ra. Thế thì tôi có ý cho bạn là ở từng cái sheet này, bạn có thể thêm được một cái menu index ở đây, đúng không ạ? Đó. Và bạn trỏ cái này về đúng cái sheet index đó, đó. Đây, đúng chưa ạ? Tương tự như vậy ở bên sản phẩm, bạn cũng làm như vậy. Đó, rất là tiện. Đó, như vậy thì khi chúng ta kích vào bán hàng, đây, nó ra cái sheet bán hàng rồi và chúng ta có thể kích vào index để quay trở lại được cái mục lục ban đầu. Thì đó là một cái ý rất là hay và tôi muốn nói thêm với các bạn về phần trong cái phần tạo đường link này. Thế thì về phần lý thuyết thì bài hôm nay cũng chỉ có như vậy. Tôi có một phần bài tập nhỏ dành cho các bạn ngày hôm nay, đó là có hai ý. Thứ nhất là bạn hãy tạo ra một cái file
Excel và đồ định dạng là Excel 2003. Sau đó thì bạn sẽ tạo ra hai cái sheet trong cái file Excel này. Cái sheet thứ nhất bạn sẽ đặt tên là mục lục, đổi cái màu của sheet thành màu đỏ. Sheet thứ hai bạn sẽ đặt thành bài học và đổi tên sheet thành màu xanh. Trong sheet 1 thì bạn hãy làm cái mục lục link tới các file Excel mẫu mà tôi đã gửi cho bạn, đúng không ạ? Các Excel mẫu từ trước như này 1 2 3 4 5 này ạ. Và bạn hãy link cái bài 1 này tới cái file mẫu của bài 1. Tương tự như vậy. Bài tập cũng không khó đúng không ạ? Vậy thì bạn hãy hoàn thiện thật nhanh và chúng ta sẽ cùng gặp nhau trong các video sau. Xin chào các bạn.